Xe đạp thể thao Vichocom xin chào các anh chị. Xe đạp thể thao, xe đạp đua Twitter Aurora với thiết kế đẹp, cấu hình cao và mức giá rất hợp lý chỉ trên 18 triệu. Anh chị đã làm chủ sở hữu chiếc xe đạp đua Aurora với thiết kế khung càng cọc in bằng carbon, tay lái niền pô tăng đầu cá mập, cùng sử dụng bộ truyền động Shimano Tira 4.7 3 món 20 tốc độ của Nhật Bản. Thực sự sẽ đưa lại trải nghiệm tuyệt vời khi anh chị sử dụng chiếc xe đạp đua Twitter Aurora này. Và toàn bộ thông tin chi tiết shop đã đăng tải trên web xe đạp thể thao Vich.com cùng với giá của xe. Và anh Điềm ở Hải Dương sau khi liên hệ với shop và nhận đầy đủ thông tin tư vấn từ shop xe đạp thể thao Vich.com thì anh đã chốt chuyển cọc đặt luôn một chiếc Aurora màu xanh đổi màu. Và ngay bây giờ shop sẽ kiểm tra cũng như là giới thiệu nhanh tới anh chị về chiếc xe đạp đua Aurora tuyệt đẹp đây. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Aurora thì hiện đang có màu đỏ xanh đổi màu, màu vàng xanh đổi màu, màu trắng xanh đổi màu, và anh Điềm thì đặt chiếc màu xanh xanh đổi màu. Vâng, với thiết kế của Aurora, đây là thiết kế khung mới nhất hiện nay. Thiết kế khung rất khỏe khoắn và mạnh mẽ. Thiết kế khung bằng carbon, phần trên là màu xanh, còn phần dưới là màu xanh đổi màu anh chị nha. Size này là size 46, có size 46 và size 48. Sử dụng khung càng cọc in bằng carbon, tay lái niền pô tăng đầu cá mập bằng carbon của hãng Twitter. Cáp chạy âm toàn bộ trong tay lái và âm trong khung. Vâng, xe thiết kế rất đẹp. Xe thì đang sử dụng phanh C bóp vành, phanh bằng hợp kim nhôm của hãng Techtro. Vành nhôm hai lớp cao 4cm, nan hoa bằng thép, sử dụng cặp lốp Innova Pro 700x25C, máy ơ bằng nhôm, chạy bia bằng đạn, cắt xin xì, rất trơn và trớn của hãng Retropec. Twitter Aurora trang bị bộ truyền động Shimano Tira 4.7, 3 món, đó là tay đề số, tay đề nắc Shimano Tira 4.7 của Nhật Bản, 2x10 tốc độ, gạt đĩa Shimano Tira 4.7, gạt líp Shimano Tira 4.7, líp thả 10 tầng của hãng Sunside. Sử dụng bộ đùi đĩa trục rỗng của hãng Retropec bằng nhôm, hai đĩa, cốt giữa sử dụng cốt BB. Xe rất đẹp và giá cực mềm chỉ trên 18 triệu. Còn bên cạnh đây là chiếc xe đạp touring Twitter R5 RS22 có mức giá rẻ không lối thoát, sẽ gửi về Nam Định và shop sẽ kiểm tra trong một video khác. Chỉ cần anh chị có nhu cầu mua xe đạp thể thao, hãy liên hệ với shop, chắc chắn anh chị sẽ mua được chiếc xe đạp như ý và hài lòng nhất. Dù anh chị ở bất cứ nơi đâu, shop vẫn có người mang xe đến tận nhà cho anh chị, nhận xe tại nhà, thanh toán tại nhà. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com.